Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá gửi lời chúc tất cả các quý khách cô chú buổi tối vui vẻ, sức khỏe tràn đầy cùng gia đình và người thân ha. Em Thanh Quá này tiếp tục lên sóng một con em sinh tố lớn ha. Cốc này là cốc thủy tinh nha, không phải mica, thủy tinh. Ngoại hình thì còn cực kỳ đẹp, nó bị hơi ố ngã vàng bên đây một tí xíu. Máy móc cam kết 100% là nguyên zin. Em này là con da băng nha, miễn bọng là nguyên zin, không bởi gì hết ha, không bởi, không nứt, không mẻ luôn nha. Lưỡi dao bằng thép rất là bền, không có xét ha. Cái con này chắc cũng tầm 10 năm, 15 năm rồi. Đây ha, mình để nước vô rồi nè ha, nó không có rỉnh nước nè ha. Và quý khách lưu ý thấy không, chỗ này nó không mòn rồi ha, nó còn rất là mới, giống như ta xài không bao nhiêu ta bỏ. Đây cũng vậy nè, nó không có mòn cái răng á. Và đây lưu ý cho mình ha, em này là da băng điện 100V ha, 130W ha, 3A. Đây da băng ha, ngoại hình còn đẹp nha quý khách. Mua giờ xây sinh tố thì ép trái cây này kia cho con cháu, người già, em bé gì đó dùng được hết ha, rất là tiện lợi ha. Nó có hai nút thôi, một nút này là nút nhấc, giống như hụn hụn như thế này nè, nè. Ha, còn nút này là nút chạy ha, rất là tiện. Đó, nút xì bá đạo luôn ha. Nút này là nút tắt, này là nhấp, không lỗi lầm gì hết ha, rất là ok. Đây không có nước rỉnh nước gì trơn đây nha, không có rỉnh nước gì trơn nè ha, ok hết ha. Rồi quý khách cô chú anh chị em cô bác nào mà có nhu cầu liên hệ sớm giùm em nha, qua trang chợ tốt Zalo, Facebook hay YouTube giùm em, qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên là Thanh Quá, vẫn là 39 tuổi nha, qua 2 nè. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.